tôi sẽ chế một cái âm ly bằng cái vỏ này các bạn nhé, có chức năng Bluetooth luôn, Bluetooth luôn các bạn nhé. Đây là tôi tạm dừng này, đừng nháy các bạn nhé, lại bật này, đấy các bạn. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ dùng một thiết bị Multimedia Player của hãng Philips. Đây là một thiết bị xem phim có ổ cứng của hãng Philips. Thiết bị này có tương đối lâu rồi nên bây giờ nó sử dụng không phù hợp. Tuy nhiên cái kiểu dáng của nó rất là tinh tế và đẹp. Tôi sẽ tận dụng cái này để tôi chế một cái âm ly các bạn nhé. Tôi sẽ chế một cái âm ly bằng cái vỏ này các bạn nhé, có chức năng Bluetooth luôn. Để mà chế được cái âm ly này thì tôi sẽ phải tháo bên trong, bỏ thiết bị của nó ra, ổ cứng và các bản mạch đi. Và bên cạnh đó tôi đã mua một số thứ linh kiện, ví dụ như nguồn 12V 5A, công tắc khởi nguồn cho âm ly. Cái này tôi tháo ở những linh kiện cũ ra các bạn nhé. Mạch nháy theo nhạc các bạn nhé, mạch nháy theo nhạc 10 bóng, tôi mua trên mạng các bạn nhé. Các bạn cứ lên những trang thương mại điện tử, các bạn chỉ cần đánh mạch nháy theo nhạc là nó sẽ ra. Đây, module chính đây các bạn nhé. Tôi sử dụng mạch khuếch đại công suất TDA 7498 nhé. Mỗi kênh cho ra 2 kênh, mỗi kênh là 100W các bạn nhé. Đây, thông số của nó đây các bạn này. Đây, mạch khuếch đại. Đây các bạn nhé, cũng mua trên mạng. Mỗi kênh là 100W. Jack đây, tôi cũng tháo từ những cái loa cũ đây. Jack này để kết nối ra loa nhé các bạn nhé. Đây là cái module kết nối. Tiếp theo, đây tôi cũng mua trên mạng, module Bluetooth các bạn nhé, M28. Đây các bạn này, M28 module Bluetooth nhé. Chúng ta sử dụng module Bluetooth để cho kết nối âm thanh không dây luôn. Nút vặn, nút vặn này tôi sẽ để ở phía trước đây các bạn này. Cái này chắc chúng ta phải tẩy trắng đi, hoặc là chúng ta sẽ phải đổi cái loại màu trắng để cho nó hợp với lại cái bề mặt này. Là nút vặn nhé các bạn nhé. Chúng ta bằng nhôm nhưng mà nó lại sơn đen nên tôi không muốn cái màu đen này. Chắc là phải tẩy đi các bạn. Tiếp theo nữa là bộ đổi nguồn nhé các bạn nhé. Bộ đổi nguồn này tôi chuyển xuống mạch Bluetooth và cái mạch nháy theo nhạc này. Chắc mạch này chạy 5V nữa. Mạch Bluetooth và mạch nháy theo nhạc các bạn nhé. Đây là đèn thông báo của đèn nguồn của đây các bạn, đèn nguồn của công tắc nguồn nhé các bạn nhé. Toàn bộ linh kiện để chế ra một cái âm ly nháy theo nhạc có Bluetooth, những linh kiện này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện các bạn nhé. Ở bên trong nó có một cái ổ cứng để lưu trữ nhạc và phim các bạn. Đây, chúng ta tháo 4 cái ốc và chúng ta tháo phần vỏ bên ngoài ra các bạn nhé. Đây các bạn này, nhôm phay rất là đẹp, bằng nhôm tương đối dày. Cái mặt này, chúng ta sẽ để đèn nháy theo nhạc vào cái đúng cái phần này nhé các bạn nhé. Đây các bạn này, vừa luôn, 10 bóng luôn các bạn nhé. Phần tiếp theo thì tôi sẽ tháo phần ổ cứng này, và cái vỉ mạch này ra, tôi bỏ đi các bạn nhé. Tôi sẽ cắt để tôi kê vào đây. Bên trong thiết bị sử dụng ổ cứng ATA chuẩn cũ. Ổ cứng này là những cái ổ cứng cách đây khoảng 10 năm họ sử dụng. Bây giờ thì những cái máy tính đời cao họ sẽ sử dụng chuẩn mới rồi. Đây là vỉ mạch này. Chúng ta gỡ bỏ cái vỉ mạch đi các bạn nhé. Và ổ cứng này, ổ cứng này là ổ cứng 500G các bạn nhé. Chúng ta bỏ hai cái này đi, chúng ta sử dụng cái phần vỏ này.
chúng ta lắp thiết bị vào đây. Cái này là nhôm các bạn nhé, rất là đẹp. Đây, tôi sẽ demo cho các bạn xem nhé. Phần mạch tôi sẽ lắp bên này và tôi sẽ khoan lỗ. Phần đèn nháy tôi sẽ lắp vào đây. Phần muốn kết nối ra loa tôi sẽ lắp vào đây. Cái phần thiết áp tôi sẽ lắp ở đây. Và bộ chuyển đổi nguồn Bluetooth tôi sẽ lắp trong. Và đèn công tắc nguồn tôi sẽ lắp đây các bạn nhé. Và chúng ta cắm nguồn vào. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện. Sau khi đo thì chúng ta sẽ khoan một lỗ ở đây và một lỗ ở đây nhé các bạn nhé. Lỗ bên này là lỗ lút nguồn các bạn này. Và bên này là cho chiết áp các bạn nhé. Tôi cứ khoan hai lỗ này trước. Để chúng ta sẽ lắp cái đèn power này vào nhé các bạn nhé. Đây các bạn này. Khi chúng ta ấn nút power thì đèn nó sẽ báo hiệu ở đây. Chúng ta sẽ gắn cái đèn led vào nhé. Đây chúng ta gắn đèn led vào đây để nó báo hiệu cho các bạn nhé. Đây các bạn nhé. Chúng ta lắp cái công tắc này vào. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt cái đường ra tín hiệu của âm thanh các bạn nhé. Ta sẽ đi cắt cái chỗ này nha các bạn.
Vị trí dưới này chúng ta lắp một cái tấm mica vào nhé, để chúng ta lắp thiết bị cho đỡ bị chạm vào cái vỏ mạch này, cái vỏ thiết bị. Chúng ta lắp thiết bị để đỡ chạm vào vỏ các bạn nhé. Đây. Sau đó chúng ta sẽ lắp một số thiết bị điện tử lên trên cái tấm mica này để chúng ta tiện lắp đặt cho các bạn nhé. Đây, bộ đổi nguồn này, Bluetooth này. Đây các bạn này. Đây là vỏ này. Ta sẽ để vào trong này các bạn nhé. Đây tôi đặt tạm lấy các bạn xem. Các bạn nhé, ta vít cái nhựa lên và sau đó chúng ta sẽ lắp thiết bị ở trên này. Lấy rắc nguồn 12V thì tôi sẽ lấy con trong con wifi này các bạn nhé. Đây, tôi sẽ tháo con wifi này ra và tôi lấy cái rắc nguồn này. Để đấu vào đây nhé các bạn nhé. Luôn cái rắc nguồn của con wifi nhé các bạn nhé. Đây, wifi bỏ đi. Tôi đã tháo ra con wifi TP-Link. Nguồn này nó sẽ nằm ở vị trí này nhé. Tôi sẽ dính nhựa vào các bạn. Tôi sẽ dính vào nhựa vào đây. Đây. Ta lấy đường input bên ngoài vào bằng đường dây á, thì chúng ta sẽ dùng sẽ câu đường bên này ra nhé. Chúng ta sẽ câu bên này ra. Đây. Bằng cách tôi sẽ lấy một cái vỉ mạch và tôi tháo linh kiện của một cái vỉ mạch âm thanh nhé các bạn nhé. Cái vỉ này vứt đi, nó bị hỏng rồi. Tôi sẽ lấy hai chân này để tôi đưa vào đây nhé các bạn nhé. Làm đường input đi. Đây, nó bị vỡ rồi. Tôi lấy phần hai cái rắc này để truyền dây từ đây ra nhé các bạn nhé. Lấy đường input nhé. Tôi sẽ... Under. Đây chúng ta có các đường như sau các bạn nhé. Đây hai đường dương đây, hai đường trái phải này, kênh trái bên phải này, và đường âm này. Đường âm thì nó sẽ kết nối xuống dưới đây. Đây đường này đường âm nhé các bạn nhé. Hai chân này là hai chân dương này. Đây chân này chân âm chung nhé. Tôi sẽ lấy mỏ hàn tôi nhổ cái này ra. Sau khi chúng ta chuẩn bị xong các link phụ kiện và dây kết nối thì chúng ta bắt đầu đi vào bước ghép nối nha các bạn nhé. Tôi sẽ nói nhanh cái sơ đồ kết nối để chúng ta dễ hiểu nhé. Ở phía này chúng ta sẽ đặt cái đường ra, đường nguồn 12V chúng ta để bên này. Đường nguồn 12V đây nhé. Đây là đường input này, thì chúng ta sẽ hàn này. Input music này, chúng ta hàn đây này, hai cái mạch, một cái mạch hạ áp và một mạch bluetooth ta sẽ đặt đây này, một cái mạch công suất ta đặt đây và đèn nháy theo nhạc ta đặt vào đây các bạn nhé. Chúng ta lắp vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối nhé. We'll be right back.
Sau khi chúng ta đã hàn xong thì cái khâu hàn hơi lâu, tôi tạm thời không quay cái phần hàn. Thì sau đấy chúng ta sẽ đấu các linh kiện này, đấu nó vào nhé các bạn nhé, nguyên lý hoạt động nhé. Thì nguồn 12V chúng ta cắm vào rắc phía sau này. Đây các bạn nhé, đây nguồn 12V chúng ta cắm vào đây nhé. Đường này là đường 12V này, các bạn này. Ở phía sau có đường 12V này, đường này đường 12V này, đường này là đường input nhé các bạn nhé. Đường này là input bên ngoài. Đường input bên ngoài tôi sẽ đã hàn lên trên đường input của mạch rồi các bạn nhé. Đây, đây các bạn nhé, tôi hàn vào ba cái đường, ba cái chân này và đã đo. Đây đường input nhé các bạn nhé, đây 3 dây đây, đây. Vào đây. Tiếp theo là nguồn 12V này. Nguồn 12V thì đi qua hai cái dây này và qua công tắc các bạn nhé. Đây, dây dương qua công tắc các bạn nhé. Dây dương là đi qua công tắc này. Công tắc này, trong chiều dương này, một dây đi qua bộ hạ áp này xuống 5V này. Để cung cấp cho đèn LED này, nháy theo nhạc này, mạch Bluetooth này. Và đèn LED báo nguồn nhé các bạn nhé. Đây 5V. Tiếp theo một dây nữa là đi vào mạch khuếch đại âm thanh đây nhé các bạn nhé, để hoạt động đây. Và chiều âm thì chiều âm của nguồn thì nối trực tiếp từ dây nguồn ra và đấu vào bộ hạ áp này, và một chân đấu ra mạch âm thanh, mạch khuếch đại âm thanh nhé các bạn nhé. Đây dây âm, dây âm thì ra hai đường, còn dây dương thì cũng đi ra hai đường, một qua mạch hạ áp và một vào mạch âm thanh. Thì sau cái đường hạ áp này chúng ta sẽ sử dụng ba cái đường 5V này để cấp cho ba thiết bị khác nhau. Thứ nhất là mạch Bluetooth chạy 5V, thứ hai là mạch nháy theo nhạc, và thứ ba là đèn power các bạn nhé, đèn khởi nguồn. Thì qua đây thì qua là riêng ở bên phía mạch khuếch đại âm thanh thì tôi câu từ Bluetooth đây. Từ Bluetooth tôi câu vào đây các bạn nhé, vào chân Bluetooth đây. Thì do không có rắc cắm tôi đã hàn ba chân vào đây. Thì đây gồm trái, phải và kênh giữa đây các bạn nhé. Kênh này kênh mát, chân mát và chân trái, chân phải ra từ Bluetooth ra các bạn nhé. Ta hàn vào đây, chân trái, chân phải và chân mát hàn vào giữa các bạn nhé. Tương ứng với trên mạch Bluetooth thì cũng có ký hiệu trái phải và trái phải đây các bạn này, trái phải và mạch mát, chân mát đây các bạn nhé. Thì trái phải tôi quy định màu trắng màu đỏ và chân mát tôi quy định màu xanh. Thì tương ứng với tôi hàn vào đây. Và tiếp theo tôi sẽ lấy tín hiệu âm thanh một kênh để cho đèn nháy theo nhạc các bạn nhé. Cắm vào cái đường audio của đèn nháy theo nhạc này các bạn này. Đây các bạn này. Đây. Thì ngắn quá tôi tạm rút ra. Thì khi mà Bluetooth mà bắt nhạc phát âm thanh thì nó sẽ ra kênh này và đèn nháy theo nhạc nó sẽ nháy. Sau đây tôi lắp ráp vào và tôi thử trên loa cho các bạn xem nhé. Tín hiệu âm thanh lấy ra từ mạch Bluetooth ta cho vào đây nhé các bạn nhé. Phía trước này các bạn nhé, phía trước mặt thì tôi đã chuẩn bị rất nhiều núm chiết áp, nhưng mà cái mặt núm này cho vào tuy cùng màu nhưng mà nó hơi to, hơi xấu. Cái này thì lại không màu, không phù hợp lắm. Thì qua phân loại thì tôi thấy cái này là phù hợp nhất thì tạm cho vào đây các bạn nhé. Đây, cái này phù hợp nhất thì tôi cho ở đây, kể nó màu trắng thì được. Đây là nó phù hợp với cả độ dày nữa. Đây các bạn nhé. Đây, tạm dùng màu đen các bạn nhé. Vì mấy màu này nó không hợp lắm. Thì sau đây tôi sẽ vệ sinh đi và chúng ta test luôn các bạn nhé. Đây.
Ok, sau khi mà lau chùi xong thì chúng ta được một sản phẩm như này các bạn nhé. Đây, nhôm này tôi cảm tưởng như là họ đúc nguyên khối ấy. Trên mặt này là nhôm các bạn nhé. Đây, đây là phía sau của nó này. Đường input này, trái phải này. Đường nguồn 12V này. Đây là đường ra loa này. Đây là đường âm thanh vào nhé. Có thể từ máy tính hoặc điện thoại chúng ta cắm jack ba ly, ra hoa sen chúng ta cắm vào đây. Nhìn đường nhôm cắt rất là tinh xảo các bạn này. Đây, phía trước đây. Phía trước là nút nguồn các bạn nhé. Nút nguồn này. Bật lên nó sáng đèn này. Đây là đèn nháy theo nhạc này. Mở to thì nó sẽ nháy nhạc này. Tới đèn đỏ này. Quá âm lượng nó sẽ quá đèn đỏ này. Đây, nút nguồn này. Đây là nút phím volume nhé các bạn nhé. Sử dụng cái núm màu đen này vào đây nó cũng hơi xấu sản phẩm một chút. Nhưng cũng đành phải để vậy thôi. Đây chữ Philips tôi để nguyên nhá. Chữ Philips nhá. Tôi định khắc chữ thương hiệu vào đây nhưng mà thôi để nguyên chữ Philips này cho nó tinh tế các bạn này. Đây, Philips. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi test sản phẩm này các bạn nhá. Mở test Bluetooth luôn. Ta cùng test bằng đôi loa này nhá các bạn nhá. Đôi loa của dàn âm thanh. Cái mạch này là mạch TDA. Mạch này công suất ra hai kênh là 100W mỗi kênh. Thì cái đôi loa này tôi nghĩ là sử dụng được. Thì chúng ta cùng test luôn. Cái này từ dàn tôi tháo từ dàn âm thanh ra. Chúng ta sử dụng cái âm ly chế này luôn. Đây các bạn nhé. Đường chính nó sẽ là đường này các bạn nhé. Cái loa này để lâu tôi không nghe nên cũng mốc rồi các bạn này. Bị mốc rồi, loa của Nhật đấy. Biết là cho vào cái hộp âm ly này có hợp không? Các bạn cho ý kiến nhé các bạn nhé. Sử dụng nguồn 12V 5A đây. Các bạn có thể sử dụng nguồn 24V nhé. Đây. Đây các bạn. Tôi sẽ sử dụng Bluetooth của điện thoại nhé. Đây, chúng ta ấn nguồn này các bạn này. Chúng ta bật nguồn này. Cho bật nguồn này. Đây các bạn nhé. Đèn báo này, đèn báo, đèn led nháy theo nhạc báo này. Bây giờ tôi sẽ bắt Bluetooth nha các bạn nhé. Đây các bạn nhé, MHM28 nha các bạn nhé. Đây, tôi bắt này. Ok, đã kết nối này. Và sau đây tôi sẽ mở âm thanh lên các bạn nhé. Đây các bạn này. Nhạc nháy theo nhạc này. Đây các bạn này, nháy theo nhạc, nhạc nháy theo nhạc các bạn nhé. Bluetooth luôn các bạn nhé. Đây là tôi tạm dừng này. Nhưng dừng nháy các bạn nhé. Lại bật này. Đấy các bạn. Đấy, nếu quá âm thanh thì nháy. Từ ô tô Toyota để ghép thành. Bạn sẽ có cơ hội nhận được món quà này khi tham gia chương trình bình chọn mã số may mắn. Xin giới thiệu sơ qua về dàn âm thanh All-in-One như sau. Sản phẩm này được lắp ráp từ các linh kiện cơ bản bao gồm một đầu CD Toyota kiêm âm ly công suất lớn,
hai loa to có kích thước 15cm lắp phía dưới, 4 loa nhỏ kích thước 7cm lắp mặt trước, đèn LED 16 cột nhấp nháy theo nhạc được lắp vào tấm mica mặt trước có kích thước 40x18x0.75cm được cắt CNC, quạt thông gió lắp phía dưới. Tất cả các linh kiện trên được đóng vào thùng gỗ MDF có kích thước 40x40x18cm và cắm trực tiếp điện 220 qua bộ đổi nguồn ra 12V và 5V để thiết bị hoạt động. Sản phẩm trên có thể phát nhạc từ kết nối Bluetooth của điện thoại hoặc máy tính, từ đĩa CD, từ USB, từ đường jack 3.5 ly bên ngoài